Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2021, mình có một cái video là hướng dẫn nhận claim 120 token cassette XP và cộng một token NFT crypto nữa bạn. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn bán nha bạn. Thì hiện tại 120 token CZXP thì giá khá là thấp, mình không có hướng dẫn các bạn bán các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn bán một token NFT crypto nữa các bạn. Thì để bán được thì các bạn cần click phần link mô tả của mình, các bạn copy một cái link chợ market, một cái chợ bán NFT trên các bạn. Thì các bạn mở cái trình duyệt chi chút collect ra nè, rồi các bạn bắt vào đây nè các bạn, rồi các bạn bấm gỡ nha các bạn. Một đây là một cái chợ market NFT các bạn. Rồi cái chợ này có tên là Chisulan nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn chọn trên đây thì các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha bạn. Thì các bạn bấm vào connect nha bạn. Đây thì connect với Sabiban, tôi cầm rocket, chocolate này nọ thì các bạn dùng gì nào thì các bạn connect với nấy các bạn. Mình trên với chocolate thì mình connect với chocolate này các bạn. Sau khi connect với chocolate xong thì các bạn bấm vào một account nè các bạn. Thì các bạn lướt xuống nha bạn. Các bạn kiểm tra mình đã nhận token nào các bạn. Các bạn chờ mạng lót đàng hoàng các bạn. À bạn, mình đã nhận được, trước kia mình đã nhận được một claim một token là crypto nữa các bạn. Các bạn nhấp vào các bạn. Thì các bạn coi cái thông số này nè bạn, của mình là một cái thẻ này là cái thẻ NFT là 336. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn bán các bạn. Thì để coi xem giá bán được thì các bạn vào NFT market nè các bạn. Market nè. Sau khi các bạn vào NFT market thì các bạn lướt qua các bạn. Các bạn tìm là nó một cái thẻ mình là thẻ crypto đó bạn. Bạn nhấp vào các bạn. Thì các bạn xem giá thôi các bạn. Mình là 336 các bạn. Các bạn chọn đúng thông số các bạn. Đây thì có những cái thẻ là như cái thẻ này các bạn claim được một con token nào thì trùng cái thẻ của các bạn nhằm có con là một WinB nữa các bạn. Để mình tìm con mình là 336 nha các bạn. Khoan các bạn. Ừ con này nè các bạn. 1.1 BNB. Tùy theo cái thẻ của tất cả các bạn chọn chọn chung cái thẻ của tất cả các bạn nha các bạn. Mình là 336. Con này ta. Sao cái hát tát của nó không phải ta. 0.05 BNB. À giá của nó 0.05 BNB. Nếu bạn nào mà may mắn trúng cái thẻ có ký hiệu là 448 nè các bạn, thẻ này nè các bạn. Cũng cỡ ship tốt nè các bạn thì được 0.5 BNB các bạn. Mình thì 336 đó ta. Phải các bạn, để mình tìm chút. Đây nè. Cái thẻ mình là thẻ này nè các bạn. Phải không ta, mày có ký hiệu có giống không ta? Phải các bạn, giá của con này là 0.05 BNB nghe tới các bạn. Phan 336 đâu. 0.05 BNB thì các bạn nhấp vào một account nè các bạn. Một account của mình nha các bạn. 0.05 BNB. Khá là ngon luôn nha các bạn. Sau khi các bạn bấm vào account xong thì các bạn bấm vào crypto lên nè các bạn. Rồi nó ra một cái thẻ của tất cả các bạn thì các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Ồ 0.05 BNB là cứ khoảng pha các bạn, để mình tính các bạn. Cứ khoảng ba mấy đô các bạn. Rồi các bạn bấm vào một send là gỡ nha. Rồi các bạn bấm vào lấp sale các bạn. Cho bài 13 nè. Chưa các bạn, mình lộn các bạn. Pha các bạn bắt đáp lại đây các bạn, rồi mình lộn các bạn. Các bạn bấm vào một send nha các bạn. Fit address. Chưa các bạn. Rồi đúng các bạn, các bạn bấm vào unlock sale nha các bạn. Mình phải tốn một chút phí mạng BNB chạy 8.20 cỡ khoảng 0.1 USDT các bạn. Rồi các bạn bấm vào một chấp thuận nữa các bạn. Các bạn nạp vào cho nó nha các bạn. Bending. Hiện tại nó đang unlock các bạn. Các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Những dự án mà chạy trên nền tảng NFT các bạn, một khi các bạn trúng được một hai cái thẻ lệnh thẻ bài này các bạn thì khá là đắt luôn các bạn, có thể là 1-2 BNB không chừng nữa các bạn. Rồi các bạn chờ nó lót chút xíu nữa các bạn. Rồi sau khi nó ra một cái giao diện như thế này thì bạn bấm vào connect wallet nha các bạn.
Ồ. Mình connect wallet với chút wallet lại nè. Rồi các bạn bấm vào nút sell nha các bạn. Rồi cái đây là cái số lượng của tất cả các bạn là quan trọng nhất các bạn. Các bạn chọn 0.05 BNB nha các bạn. Bán theo giá thị trường luôn các bạn. 0.05 BNB nha các bạn. Rồi bạn bấm confirm nha các bạn. Rồi các bạn xác nhận giao dịch một lần nữa nha các bạn. Mình tốn 0.85 cỡ khoảng 1 đô các bạn. Bấm ok luôn. Rồi bạn chờ xíu nha bạn. Ok, đây là mình đã hướng dẫn các bạn bán token NFT crypto, đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vì ở đây mình sẽ treo trên cái sàn Chisudan Market Cap mà. Sau này cái chợ này nó sẽ bán token này giúp mình, sau khi xong thì nó tự động số BNB sẽ chuyển về với các bạn. Vì mình cũng đang bán chưa có về các bạn ơi. Có gì mình cập nhật thông tin của này cho các bạn nha bạn. Vì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình, và mình hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.